Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối." Nathanael đáp Sao Ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng Trước khi Philip phê gọi ngươi Lúc ngươi còn ở dưới cây giả Thì ta đã thấy ngươi Nathanael thưa lại rằng Lại Thầy Thầy là con Thiên Chúa Là vua Israel Chúa Giêsu trả lời Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây giả nên ngươi tin ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa và ngươi nói với ông thật ta nói thật các ngươi các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần chúa lên xuống trên con người đó là lời chúa Lời Chúa Kỳ Tô, người khen Chúa. Thương bạn chị em, như đã nói đầu lễ, ngày hôm nay chúng ta mừng kính ba vị tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Đồng thời qua đó chúng ta cũng mừng các tất cả các thiên thần và trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe chỉ có một cái câu cuối nhắc đến các thiên thần cách chung như thế này chúa giêsu nói với ông philippe và ông nathanael rằng thật ta bảo thật các ngươi các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần chúa lên xuống trên con người Một câu ngắn vậy thôi Nhưng nói lên sứ mạng của các thiên thần Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay Nhắc lại hình ảnh chiếc thang Trong giấc mơ của Gia Cớp Khi mà Gia Cớp đang trên đường Đi đến nhà của cậu mình Câu chuyện xảy ra trong gia đình của gia cớp gia đình của gia cớp cha là isaac sinh ra hai người con con lớn là sao, con út là gia cớp đáng lý ra esau sẽ nhận lời chúc phúc từ cha mình nhưng mà rồi người mẹ đã lên kế hoạch và hướng dẫn cho gia cớp và cuối cùng Gia Cớp đã lấy đi cái lời chúc phúc của ông Isaac và đã cướp quyền trưởng nam của Esau. Vì vậy, khi mọi việc dở lỡ thì cha mẹ của Gia Cớp mới quyết định gửi Gia Cớp đến nhà của cậu mình là Laban để mà Gia Cớp có thể tránh đi sự tức giận của Ê e Sao và tránh đi nếu như Ê e Sao mà có tức giận sẽ trả thù, có thể tránh đi được điều đó. Cho nên cha mẹ của Gia Cớp mới gửi Gia Cớp đến nhà của cậu là ông Lê Ban ở đó. Trên đường đi đến nhà cậu thì ban đêm Đa Gia Cớp nghỉ lại dọc đường. Đêm đó cớp đã nằm mơ thấy có một chiếc thang bắt từ dưới đất lên trên trời và các thiên thần lên xuống trên cái chiếc thang đó rồi Thiên Chúa đứng trên đầu chiếc thang nổi với gia cớp rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho gia cớp và dòng dõi của ông đồng thời Thiên Chúa sẽ gìn giữ cho gia cớp thương bạn chị em. Như vậy, chiếc thang gia cướp là hình ảnh diễn tả nhịp cầu nối giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người, và việc thiên thần Chúa lên xuống trên cái chiếc thang đó diễn tả cái thiên thần góp phần tích cực vào việc nối kết đó. Và Chúa Giêsu khi mượn hình ảnh chiếc thang gia cớp và thay đổi một chút xíu thay vì các thiên thần chúa lên xuống trên chiếc thang thì chúa giêsu nói thiên thần chúa lên xuống trên con người bây giờ trung gian nối kết giữa trời và đất không phải là chiếc thang nữa mà chính là con người là con thiên chúa là chính chúa giêsu kitô như vậy, Chúa Giêsu Kitô muốn nói rằng từ đây, việc nối kết giữa trời và đất sẽ do chính Ngài đảm nhận và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người là các thiên thần Chúa cộng tác với Ngài trong việc nối kết giữa trời và đất. Như vậy chúng ta thử hỏi coi, các thiên thần Chúa cộng tác với Chúa Giêsu trong việc nối kết giữa con người với thiên chúa như thế nào thưa bạn chị em chúng ta sẽ nhìn đến ý nghĩa cái tên của các ngài và đồng thời chúng ta nhìn lại coi thánh kinh nói gì về các ngài để chúng ta thấy được công việc của các ngài làm cho con người chúng ta trước hết chúng ta mừng kính ba tên tổng lãnh thiên thần Cả ba tên này có một cái điểm chung đó là vần cuối cùng là vần en. Chúng ta quen gọi là Tổng lãnh thiên thần Mikael, Gabriel và Raphael. Nhưng mà nếu như phát âm đúng là Mikaen, Gabriel và Raphael. Cái en cuối cùng là danh từ nói về thiên Chúa ráp với và lại phần đầu để diễn tả ý nghĩa tên của mỗi vị. Mikael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Thượng trí của Chúa vô song, cho nên không có ai có thể sánh bằng Thiên Chúa cả. Còn Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Và Raphael có nghĩa là thầy thuốc của Thiên Chúa và thương bạn chị em mỗi vị đều được kinh thánh nhắc tới sách sách Daniel và sách Khải Quyền trình bày Michael như là một vị tướng trời anh dũng chiến đấu với Satan và hỗ trợ cho loài người trong cuộc chiến với ác thần và nhờ sự chiến đấu anh dũng dưới sự lãnh đạo của tổng lãnh thiên thần Michael thì các tướng trời luôn luôn chiến thắng trước thế lực của ác thần. Còn Tin mừng Luca thì nhắc đến sứ thần Gabriel trong mỗi lần Chúa muốn truyền đạt thánh ý Thiên Chúa cho con người thì sứ thần Gabriel xuất hiện để báo cho con người biết thánh ý của thiên chúa. còn tổng lãnh thiên thần Raphael thì xuất hiện trong sách Tobia như là một người dẫn đường dẫn đường cho Tobia con đi đến xứ Madian được bình an rồi không bị nguy hiểm đòi được nợ cưới được vợ hiền và cuối cùng chữa được bệnh cho tobia cha nhìn lại những đoạn thánh kinh nói về các tổng lãnh thiên thần chúng ta có thể thấy liên kết lại có một cái ý nghĩa gabriel có nghĩa là sức mạnh của thiên chúa Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa Và Raphael có nghĩa là thầy thú của Thiên Chúa Qua đó cho chúng ta thấy Thiên Thần cộng tác với lại Chúa Giêsu Giúp chúng ta đến với lại Thiên Chúa Bằng cách dẫn đường chỉ lối cho chúng ta Và giúp chúng ta biết được ý muốn của Thiên Chúa Đồng thời giúp chúng ta chiến đấu với thế lực của ma quỷ để chúng ta trung thành phụng sự chúa mừng lễ ba vị tổng lãnh thiên thần nói riêng và các thiên thần cách chung là dịp nhắc nhở mỗi người chúng ta biết được vai trò của các thiên thần đối với mỗi người chúng ta để rồi qua đó mời gọi chúng ta phải biết yêu mến tôn kính các ngài cũng như thường xuyên cầu xin các ngài giúp đỡ cho chúng ta vì vậy xin các thiên thần luôn nâng đỡ chúng ta khi này và trong suốt cuộc đời amen